Nhân dịp kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10 năm 1930, 20 tháng 10 năm 2023, sáng nay Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị biểu dương nữ công nhân viên chức lao động điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2021-2023. Tới dự có đồng chí Trần Song Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng chí Đỗ Việt Anh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể và 255 nữ công nhân viên chức lao động được biểu dương. Thời gian qua, các cấp công đoàn đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nữ đoàn viên, công nhân viên chức lao động xây dựng kế hoạch và đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành việc làm thường xuyên, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Hăng hái tham gia các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước như lao động giỏi, lao động sáng tạo, giỏi việc nước, đảm việc nhà, phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc. Xây dựng gia đình, ông bà, cha mẹ mẫu mực, con trung hiếu, cháu thảo hiền, gắn với tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Quốc tế Phụ nữ, Ngày Quốc tế Hạnh phúc, Ngày Phụ nữ Việt Nam. Hàng năm, ban nữ công đoàn các cấp đã đề xuất nhiều giải pháp với lãnh đạo, cơ quan, đơn vị, chăm lo, bồi dưỡng, tạo điều kiện để nữ công nhân viên chức lao động thực hiện tốt công việc chuyên môn, có cơ hội để phát triển, đảm nhận các vị trí lãnh đạo trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Nâng cao ý thức, trách nhiệm của mỗi người trong việc cân bằng giữa công việc xã hội và gia đình, biết sắp xếp công việc hợp lý, khoa học để vừa hoàn thành tốt công việc xã hội, vừa tạo cơ hội cho các thành viên trong gia đình được phát triển. 3 năm qua, đã có gần 75.000 chị đạt danh hiệu giỏi việc nước, đảm việc nhà, cấp cơ sở. Tỷ lệ gia đình công nhân viên chức lao động đạt danh hiệu gia đình văn hóa hàng năm đạt từ 85 đến 90%. Tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Song Tùng, đồng chí Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Đỗ Việt Anh, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Liên đoàn Lao động tỉnh và Hội Phụ nữ tỉnh đã tặng hoa và trao chứng nhận biểu dương cho 255 nữ công nhân viên chức lao động điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2021-2023.